Vâng, xin chào, xin giới thiệu các bác. Đây là của Noma Ba Răng, bản lề kép size 140, bọc vàng Pháp xưa, kính thì sản xuất thần bên 150, kính thì nguyên zin toàn bộ rồi, mà độ mới thì khoảng 90%. Mọi thông tin chi tiết về kính thì em luôn luôn ghi bên dưới video, kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Cầu giữa nó có cái chữ Amo và hai cái chuyện vuông logo hãng. Càng phải thì nó có cái số 140 Amo Marie France. Rất là rõ ràng nhé. Hiện giờ là em đang quay cái thời tiết này, nó vào lúc cuối buổi chiều, sẩm chiều nên là, nhưng cái độ bọc vàng sáng ánh gương của cái kính này nó rất là mới, rất là đẹp, bác có thể nhìn thấy được ngay. Đấy là càng phải, còn tiếp theo là càng trái. Càng trái nó có số 140. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rất rõ ràng nhá. Các bác nhớ là trước khi đến xem thì điện thoại trước xem, tránh tình trạng đến đột xuất quá. Em đi gửi hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, mà đặc biệt hơn là em đi thẩm định, định giá đồ cổ đồ xưa cho tất cả anh em bạn người thân, bạn bè người thân. Các bác nhớ điện thoại trước để em sắp xếp lịch thời gian ngay tiếp tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Tránh tình trạng đến đột xuất, nhiều bác hay đến đột xuất quá thì là em đi vắng, không có nhà. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì các bác cái điện thoại trước thì là em sẽ dành tối đa thời gian để lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa cho các bác. Amo Ba Răng bản lề kép nhá, bọc vàng Pháp xưa này. Rất là cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Vâng, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác phía sau.